Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách Nehemi chương 1. Lời của Nehemi, con trai Hakalia. Năm thứ 20, nhằm tháng Kít-lơ, sải khi tôi đang ở tại kinh đô Su-sơ, có một người trong anh em tôi tên là Hanani với vài người Giu-đa đến. Tôi hỏi thăm chúng về dân Giu-đa đã được thoát khỏi, tức những kẻ đã bị bắt làm phu tù còn sót lại, và hỏi luôn về những việc Jerusalem. Các người ấy nói với tôi rằng những kẻ bị bắt làm phu tù còn sót ở lại trong tỉnh bị tai nạn và sỉ nhục lắm. Còn vách thành của Jerusalem thì hư nát và các cửa nó đã bị lửa cháy. Khi tôi nghe các lời ấy, bèn ngồi mà khóc, cư tang mấy ngày. Tôi cử ăn và cầu nguyện Đức Chúa Trời của các tầng trời mà rằng: Ôi Jehovah Đức Chúa Trời của các tầng trời, tức Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hay giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài. Tôi xin mắt Chúa hãy đói đến và lỗ tai Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của kẻ đầy tớ Chúa mà tôi hiện lúc này hằng ngày và đêm cầu nguyện vì dân Israel là các tôi tớ Chúa ở tại trước mặt Chúa, và xưng những tội của dân Israel mà chúng tôi đã phạm với Ngài. Và lại, tôi và nhà của tổ phụ tôi cũng có phạm tội. Chúng tôi có làm rất ác tệ nghịch cùng Chúa, không vâng giữ điều răn giới mạng và luật lệ của Chúa đã phán dạy Môi-se là kẻ tôi tớ Chúa. Xin Chúa hãy nhớ lại lời Chúa đã phán dạy Môi-se kẻ tôi tớ Chúa rằng: Nếu các ngươi phạm tội, ta sẽ tan rãi các ngươi giữa các dân tộc. Còn nếu các ngươi trở lại cùng ta, gìn giữ làm theo các điều răn của ta, dầu khi kẻ bị tan lạc của các ngươi ở cuối tận trời, ta cũng sẽ từ đó chiêu tập chúng nó về và dẫn chúng nó đến nơi ta đã chọn đặng cho danh ta ngự tại đó. Vả, chúng là các tôi tớ và dân sự của Chúa mà Chúa đã cậy quyền năng và tay mạnh mẽ mà chuộc lại. Chúa ơi, tôi nài xin Chúa hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện của kẻ tôi tớ Ngài, và lời cầu nguyện của các tôi tớ Ngài vẫn vui lòng kính sợ danh Ngài. Ngày nay, xin Chúa hãy làm cho tôi tớ Chúa được may mắn và ban cho nó tìm được sự nhân từ trước mặt người này. Vả, bây giờ tôi làm quan tiểu chánh của vua. Chương 2. Đang năm thứ 20 đời vua Ác-ta-xét-xê, tháng Ni-san, rượu sẵn ở trước mặt người, tôi lấy rượu dâng cho vua. Trước, tôi không hề có bộ buồn rầu tại trước mặt người. Vua nói với tôi rằng: Nhân sao ngươi mặt mày buồn, dầu mà ngươi không có bệnh? Điều đó chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà thôi. Bây giờ tôi lấy làm sợ hãi lắm, bèn nói với vua rằng: Nguyện vua vạn tuế, lẽ nào mặt tôi không buồn khi cái thành là nơi có mồ mả của tổ phụ tôi bị phá hoang và các cửa thành bị lửa thiêu đốt? Vua hỏi tôi rằng: Ngươi cầu xin cái gì? Tôi bèn cầu nguyện cùng Đức Chúa của các tầng trời rồi tâu với vua rằng: Nếu vua thấy điều đó là tốt lành, nếu kẻ tôi tớ vua được ơn trước mặt vua, xin vua hãy sai tôi về Giu-đa, đến thành có mồ mả của tổ phụ tôi, để tôi xây cất thành ấy lại. Đang khi ấy, hoàng hậu cũng ngồi bên cạnh vua. Vua bèn hỏi tôi rằng: Ngươi đi đường lâu chừng bao nhiêu và khi nào ngươi trở về? Vậy vua đẹp lòng sai tôi đi, và tôi định nhật kỳ cho người. Tôi cũng thưa với vua rằng: Nếu điều này được đẹp lòng vua, xin vua hãy trao cho tôi những bức thư truyền các quan tổng trấn bên kia sông, cho phép tôi đi ngang qua cho đến khi tôi tới Giu-đa. Lại ban chiếu chỉ cho Asaph,
kẻ giữ rừng vua. Truyền người cho tôi gỗ làm khuôn cửa của thành điện giáp với đền và làm vách thành, cùng nhà mà tôi phải vào ở. Vua bèn ban cho tôi các điều đó, tùy theo tay nhân lành của Đức Chúa Trời tôi giúp đỡ tôi. Vậy, tôi đến cùng các quan tổng trấn bên kia sông, vào trao cho họ những bức thư của vua. Vả, vua có sai những quan tướng và quân kỵ đi với tôi. Khi Sanballat người Horon và Tobia là kẻ tôi tớ Amon hay điều đó, thì lấy làm bất bình, vì có người đến đặng tìm kiếm sự hưng thịnh của dân Israel. Vậy, tôi đến Jerusalem và ở tại đó 3 ngày. Tôi và mấy người cùng theo tôi bèn trỗi dậy ban đêm. Tôi chẳng cho ai hay biết sự gì Đức Chúa Trời đã khiến lòng tôi toan làm vì Jerusalem. Lại, ngoài con thú tôi cởi, thì chẳng có con thú nào khác ở với tôi. Ban đêm, tôi ra nơi cửa trũng, đối ngang suối chó rừng và đến cửa phân, xem xét các vách thành của Jerusalem bị hư nát và các cửa nó bị lửa thiêu đốt. Đoạn, tôi đi qua cửa giếng và đến nơi ao của vua. Song không có nơi nào đặng cho con thú tôi cởi đi ngang qua được. Kế đó, ban đêm, tôi bắt đường khe đi lên, xem xét vách thành, rồi tôi thối lại vào nơi cửa trũng mà trở về. Vả, các quan trưởng không hiểu tôi đi đâu, nào rõ tôi làm gì. Và đến chừng ấy, tôi chưa tỏ ra cho người Giuđa, hoặc cho những thầy tế lễ, hoặc cho kẻ quyền quý, hoặc cho quan trưởng, hay là cho các người khác lo làm công việc được biết gì đến. Tôi bèn nói với chúng rằng, các ngươi hãy xem tình cảnh khổ nạn của chúng ta đương đây. Jerusalem bị phá hoang và các cửa nó bị lửa thiêu đốt. Hãy đến, xây cất các vách thành Jerusalem lại, hầu cho chúng ta chẳng còn bị sỉ nhục nữa. Tôi cũng thuật cho chúng làm sao, tay nhân từ của Đức Chúa Trời tôi đã giúp đỡ tôi và các lời vua đã nói cùng tôi. Chúng nói, hè, ta hãy trỗi dậy và xây sửa lại. Vậy, chúng được vững chắc trong ý nhất định làm công việc tốt lành này. Sanballat người Horon, Tobia kẻ tôi tớ Amon và Geshem người Ả Rập được hai việc đó, bèn nhạo báng và khinh bỉ chúng tôi. Chúng nó nói rằng, các ngươi làm chi đó? Các ngươi có ý phản nghịch vua sao? Tôi bèn đáp với chúng nó rằng, Đức Chúa của các từng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông. Vì vậy, chúng ta là tôi tớ Ngài sẽ trỗi dậy và xây sửa lại. Nhưng các ngươi không có phần hoặc phép hoặc kỷ niệm trong Jerusalem. Chương 3. Eliashib, thầy tế lễ thượng phẩm, trỗi dậy với các anh em mình là những thầy tế lễ và xây cất cái cửa chiên. Chúng biệt nó riêng ra thánh và đặt 2 cánh cửa. Chúng biệt nó riêng ra thánh cho đến tháp Mea và cho đến tháp Hananeen. Kế Eliashib, người thành Jericho xây cất. Kế chúng, Saku, con trai của Imri xây cất. Con cháu của Sena xây cất cửa cá. Chúng đặt khuôn và tra cánh, chốt với then nó. Kế chúng, Meremot, con trai của Uri, cháu của Hakot, lo sửa xây. Kế chúng, Mesulam, con trai Berekia, cháu Mesesa Leon, làm tu bổ. Kế chúng, Sadoc, con trai của Baana, tu bổ. Kế chúng, những người Tekua, tu bổ. Song các người tước vị họ chẳng ghé vai vào công việc của chúa mình. Yoyada, con trai của Phasea và Mesulam, con trai của Besodia, sửa xây cái cửa cũ lại. Chúng lợp nó, tra cánh, chốt và then. Kế chúng, Melatia là người Gabaon và Gia-đôn là người Meronot, cùng những người Gabaon và người Mít-ba thuộc về địa hạt của quan tổng trấn bên kia sông đều tu bổ. Kế chúng, Usien, con trai Hạt-ha-gia,
một kẻ trong bọn thợ vàng tu bổ. Kế người Hanania là người trong bọn thợ hòa hương tu bổ. Họ sửa xây Jerusalem cho vững bền đến vách rộng. Kế họ, Rephaia, con trai của Hurơ, làm quản lý phân nửa quận Jerusalem tu bổ. Kế họ, Jedaya, con trai Harumap, tu bổ nơi đối ngang với nhà người. Kế người, Hát Túc, con trai của Ha-sáp-nia tu bổ. Mankiya, con trai của Harim và Ha-súp, con trai của Pha-hát-mô-áp, tu bổ một phần khác và cái tháp lò. Kế chúng, Sa-lum, con trai của Ha-lô-he, làm quản lý phân nửa quận Jerusalem và các con gái của người đều tu bổ. Hanun và dân cư Sanoa sửa cái cửa trũng. Chúng xây cất nó, tra cánh cửa, chốt và then, cũng xây 1,000 thước vách ngăn cho đến cửa phân. Mankiya, con trai Rekab, quản lý quận Beth-Hakerem, sửa cái cửa phân, người xây cất nó, tra cánh cửa, chốt và then. Shalun, con trai của Côn-hô-xe, quản lý quận Mít-ba, sửa cái cửa giếng, người xây cất nó, lợp nó, tra cánh cửa, chốt và then, cũng xây vách ngăn của ao Siloe gần bên vườn vua và cho đến cái thang từ thành David trở xuống. Kế người Nehemi, con trai của Abuk, quản lý phân nửa quận Bethsura, sửa xây vách cho đến ngang các lăng tẩm David, cho đến ao đã đào và cho đến nhà của các dõng sĩ. Kế người Rehum, con trai Bani, người Levi, tu bổ. Kế người Hashabia, quản lý phân nửa quận Keila, tu bổ về phần quận mình. Kế người, có anh em của họ là Bavai, con trai của Henadad, quản lý phân nửa quận Keila tu bổ. Kế người, Ese, con trai của Josue, quản lý Mít-ba, tu bổ một phần khác, đối ngang dốc đi lên kho binh khí ở về góc thành. Sau người có Baruch, con trai của Sáp-bai, lấy lòng sốt sắng tu bổ một phần khác, từ góc thành cho đến cửa vào nhà Eliashib, thầy tế lễ thượng phẩm. Sau người có Meremot, con trai Uri, cháu Ha-cốt, sửa một phần khác, từ cửa vào nhà Eliashib cho đến cuối nhà người. Sau người có những thầy tế lễ là kẻ ở đồng bằng Giô-đan tu bổ. Kế chúng Benjamin và Ha-súp tu bổ phần đối ngang nhà mình. Kế chúng Asaria, con trai của Ma-a-se-ya, cháu Anania, tu bổ phía bên nhà mình. Kế người Binui, con trai của Henadad, sửa một phần khác, từ nhà Asaria cho đến nơi cạnh và cho đến góc thành. Pha-lanh, con trai của U-sai, sửa nơi đối ngang góc thành và nơi tháp cao ló ra của đền vua, đụng giáp cái sân ngục. Kế người đó có Phê-đa-gia, con trai của Pha-rốt tu bổ. Và người Nê-thi-nim ở tại Ô-phên cho đến nơi đối ngang cửa nước về phía đông và tháp ló ra. Kế người ấy có người Thê-cô-a sửa một phần khác đối ngang tháp lớn ló ra và cho đến vách Ô-phên. Những thầy tế lễ sửa nơi phía trên cửa ngựa, mỗi người sửa phần đối ngang nhà của mình. Sau chúng, Sa-đốc, con trai Y-mê, sửa nơi đối ngang nhà mình. Kế sau người có Sê-ma-gia, con trai Sê-ca-nia, kẻ giữ cửa đông, tu bổ. Kế người Hanania, con trai của Sê-lê-mia và Hanun, con thứ sáu của Sa-láp, sửa một phần khác. Kế chúng Mê-su-lam, con trai của Bê-rê-kia, sửa nơi đối ngang nhà mình. Kế người Mankiya, một người trong bọn thợ vàng, sửa cho đến nhà của người Nê-thi-nim và tay buôn bán, đối ngang cửa Mi-phơ-cát và cho đến nơi dốc của góc thành. Còn những thợ vàng và tay buôn bán đều sửa phần giữa nơi góc thành và cửa chiên.
Thi Thiên 148. Hallelujah! Từ các tầng trời hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Hãy ngợi khen Ngài trong nơi cao cả. Hỡi hết thảy các thiên sứ Ngài, hãy ngợi khen Ngài. Hỡi cả cơ binh Ngài, hãy ngợi khen Ngài. Hỡi mặt trời, mặt trăng, hãy ngợi khen Ngài. Hỡi hết thảy ngôi sao sáng, hãy ngợi khen Ngài. Hỡi trời của các tầng trời, hỡi nước trên các tầng trời, hãy ngợi khen Ngài. Cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va, vì Ngài ra lệnh thảy bèn được dựng nên. Ngài lập cho vững các vật ấy đến đời đời vô cùng, cũng đã định mạng, sẽ không có ai vi phạm mạng ấy. Hỡi các quái vật của biển và những vực sâu, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va từ nơi đất. Hỡi lửa và mưa đá, tuyết và hơi nước, gió bão vâng theo mạng Ngài. Các núi và mọi nõng, cây trái và mọi cây hương nam, thú rừng và các loài súc vật, loài côn trùng và loài chim, những vua thế gian và các dân tộc, công hầu và cả quan xét của thế gian, gã trai trẻ và gái đồng trinh, người già cả cùng con nhỏ. Cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va, vì chỉ danh Ngài được tôn cao cả. Sự vinh hiển Ngài trỗi cao hơn trái đất và các tầng trời. Ngài đã cất cái sừng của dân sự Ngài lên, là sự ngợi khen của các thánh Ngài, tức của dân Israel, là một dân ở gần bên Ngài. Hallelujah. Chương 4. Đức Chúa Giê-xu lại khởi sự giảng dạy nơi bờ biển. Có một đoàn dân đông lắm nhóm lại xung quanh Ngài. Ngài bước lên trong một chiếc thuyền và ngồi đó, còn cả đoàn dân thì ở trên đất nơi mé biển. Ngài lấy thí dụ dạy dỗ họ nhiều điều, và trong khi dạy Ngài phán rằng: Hãy nghe, có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim đến ăn hết. Một phần khác rơi nhầm nơi đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt tức thì mọc lên vì bị lấp không sâu. Nhưng khi mặt trời đã mọc thì bị đốt, và bởi không có rễ nên phải héo. Một phần khác rơi nhầm bụi gai, gai mọc rộng lên làm cho nghẹt ngòi và không kết quả. Một phần khác nữa rơi nhầm nơi đất tốt thì kết quả, lớn lên và nảy nở ra, một hột ra 30, hột khác 60, hột khác 100. Ngài lại phán rằng: Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Khi Đức Chúa Giê-xu ở một mình, những kẻ xung quanh Ngài cùng 12 sứ đồ hỏi Ngài về các lời thí dụ. Ngài phán rằng: Sự mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho các ngươi, nhưng về phần người ngoài thì dùng cách thí dụ để dạy mọi sự, hầu cho họ xem thì xem mà không thấy, nghe thì nghe mà không hiểu, e họ hối cải mà được tha tội chăng. Đoạn Ngài phán rằng: Các ngươi không hiểu thí dụ ấy sao? Vậy thì thế nào hiểu mọi thí dụ được? Người gieo giống ấy là gieo đạo. Những kẻ ở dọc đường là kẻ đã chịu đạo gieo nơi mình, nhưng vừa mới nghe đạo tức thì quỷ Satan đến cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ đi. Cũng vậy, những người chịu giống gieo nơi đất đá sỏi là những kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy, song vì trong lòng họ không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, nên nổi gặp khi vì cớ đạo mà xảy ra sự cực khổ, bắt bớ thì liền vấp phạm. Còn những kẻ chịu giống gieo nơi bụi gai là kẻ đã nghe đạo, song sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về giàu sang và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ làm cho nghẹt ngòi đạo và trở nên không trái. Nhưng những người chịu giống gieo vào nơi đất tốt là kẻ nghe đạo, chịu lấy và kết quả, một hột ra 30, hột khác 60, hột khác 100. Ngài lại phán cùng họ rằng: Có ai đem đèn để dưới cái thùng hoặc dưới cái giường chăng? Há chẳng phải để trên chân đèn sao? Vì chẳng có điều chi kín mà không phải lộ ra, chẳng có điều chi giấu mà không phải rõ ràng. Nếu ai có tai mà nghe, hãy nghe. Ngài lại phán rằng: Hãy cẩn thận về điều mình nghe. Người ta sẽ đong cho các ngươi bằng lường các ngươi đã đong cho, và thêm vào đó nữa. Vì sẽ ban thêm cho kẻ nào có, nhưng kẻ nào không có sẽ bị cất lấy điều mình đã có. Ngài lại phán rằng: Nước Đức Chúa Trời cũng như một người vải giống xuống đất, người ngủ hay dậy đêm và ngày, giống cứ nảy chồi mọc lên mà người không biết thể nào, vì đất tự sinh ra hoa lợi.
ban đầu là cây, kế đến bông, đoạn bông kết thành hột. Khi hột đã chín, người ta liền tra lưỡi hái vào, vì mùa gặt đã đến. Ngài lại phán rằng, chúng ta sánh nước Đức Chúa Trời với chi? Hay lấy thí dụ nào mà tỏ ra? Nước ấy giống như một hột cải. Khi người ta gieo, nó nhỏ hơn hết các hột giống trên đất. Song khi gieo rồi, nó mọc lên, trở lớn hơn mọi thứ rau và nứt ra nhành lớn, đến nỗi chim trời núp dưới bóng nó được. Ấy bởi nhiều lời thí dụ như cách ấy mà Ngài giảng đạo cho họ, tùy theo sức họ nghe được. Ngài chẳng hề giảng cho chúng mà không dùng thí dụ, nhưng khi ở riêng, Ngài cắt nghĩa hết cho môn đồ mình. Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng, chúng ta hãy qua bờ bên kia. Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Giêsu cứ ở trong thuyền và môn đồ đưa Ngài đi, cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Vả, có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước, nhưng Ngài đương ở đằng sau lái dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng, Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng, hãy êm đi, lặng đi. Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng, sao các ngươi sợ, chưa có đức tin sao? Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng, vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người? Chương 5. Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ qua đến bờ biển bên kia trong miền Gê-ra-sê. Ngài mới ở trên thuyền bước xuống, tức thì có một người bị tà ma ám từ nơi mồ mả đi ra đến trước mặt Ngài. Người thường ở nơi mồ mả, dẫu dùng xiềng sắt cũng chẳng ai cột trói được nữa. Vì nhiều lần người bị cùm chân hoặc bị xiềng rồi bẻ xiềng tháo cùm, không ai có sức trị được. Người cứ ở nơi mồ mả và trên núi, ngày đêm kêu la và lấy đá đánh bầm mình. Người thấy Đức Chúa Giêsu ở đằng xa, chạy lại sắp mình xuống trước mặt Ngài mà kêu lớn rằng, hỡi Đức Chúa Giêsu, Con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự gì chăng? Tôi nhân danh Đức Chúa Trời mà khẩn cầu Ngài, xin đừng làm khổ tôi. Vì Đức Chúa Giêsu vừa phán cùng nó rằng, hỡi tà ma, phải ra khỏi người này. Ngài lại hỏi rằng, mày tên gì? Thưa rằng, tên tôi là quân đội, vì chúng tôi đông. Nó lại van xin Ngài đừng đuổi chúng nó ra khỏi miền đó. Vả, chỗ đó tại trên núi có một bầy heo đông đương ăn. Các quỷ cầu xin Ngài rằng, xin khiến chúng tôi đến với bầy heo ấy để chúng tôi nhập vào chúng nó. Đức Chúa Giêsu cho phép. Các tà ma ra khỏi người đó, bèn nhập vào bầy heo. Bầy heo từ trên bậc cao vụt đâm đầu xuống biển. Có độ 2.000 con heo chết chìm cả dưới biển. Những kẻ chăn heo trốn đồn tin này ra khắp trong thành và trong nhà quê. Dân sự đổ ra đặng xem điều đã xảy đến. Vậy chúng đến cùng Đức Chúa Giêsu, thấy người đã bị nhiều quỷ ám đang ngồi mặc quần áo trí khôn bình tĩnh thì sợ hãi lắm. Những người đã thấy việc đó thuật cho họ nghe chuyện đã xảy đến cho kẻ bị quỷ ám và bầy heo. Chúng bèn xin Ngài ra khỏi địa phận mình. Lúc Ngài đương bước vào thuyền, người trước đã bị quỷ ám xin ở lại với Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu không cho, phán rằng, hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thế nào Chúa đã làm cho ngươi và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Vậy người đi đồn ra trong xứ Decapolơ những điều lớn lao thế nào mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho mình. Ai nấy đều lấy làm lạ. Khi Đức Chúa Giêsu lại xuống thuyền qua bờ biển kia, có đoàn dân đông nhóm họp chung quanh Ngài. Ngài đứng trên bờ biển. Bây giờ có một người trong những người ca nhà hội tên là Giai-ru đến, thấy Đức Chúa Giêsu, bèn gieo mình nơi chân Ngài nài xin mà rằng, con gái nhỏ tôi gần chết, xin Chúa đến đặt tay trên nó đặng nó lành mạnh và sống. Đức Chúa Giêsu đi với người, đoàn dân đông
cùng đi theo và lấn ép ngài. Và tại đó có một người đàn bà bị bệnh mất huyết đã 12 năm. Bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. Người đã nghe tin về Đức Chúa Giêsu bèn lẫn vào đằng sau giữa đám đông mà rờ áo ngài, vì người nói rằng: nếu ta chỉ rờ đến áo ngài mà thôi thì ta sẽ được lành. Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại, người nghe trong mình đã được lành bệnh. Tức thì Đức Chúa Giêsu tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng: ai đã rờ áo ta? Môn đồ thưa rằng: thầy thấy đám đông lấn ép thầy, thầy còn hỏi rằng ai rờ đến ta? Ngài nhìn xung quanh mình để xem người đã làm điều đó. Người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình, bèn run sợ đến gieo mình dưới chân ngài, tỏ hết tình thật. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con, hãy đi cho bình an và được lành bệnh. Đang khi ngài còn phán, có kẻ đến từ nhà người cai nhà hội mà nói với người rằng: con gái ông đã chết rồi, còn phiền thầy làm chi? Nhưng Đức Chúa Giêsu chẳng màng đến lời ấy, phán cùng cai nhà hội rằng: đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Ngài chẳng cho ai theo mình, trừ ra Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng là em Gia-cơ. Khi đã đến nhà người cai nhà hội, ngài thấy chúng làm om sòm, kẻ khóc người kêu lớn tiếng. Vào nhà rồi, ngài phán cùng chúng rằng: sao các ngươi làm ồn ào và khóc lóc vậy? Đứa trẻ chẳng phải chết, song nó ngủ. Chúng nhạo báng ngài. Ngài bèn đuổi chúng ra hết, đem cha mẹ đứa trẻ với những kẻ theo ngài cùng vào chỗ nó nằm. Ngài nắm tay nó mà phán rằng: Talitha kumi, nghĩa là: hỡi con gái nhỏ, ta truyền cho mày, hãy chờ dậy. Tức thì đứa gái chờ dậy mà bước đi, vì đã lên 12 tuổi. Chúng rất lấy làm lạ. Ngài cấm ngặt chúng đừng cho ai biết sự ấy, và truyền cho đứa trẻ ăn. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.